Chào mừng quý vị khán giả đang đến với một sân chơi dành cho tất cả mọi gia đình. Và ở nơi đó sẽ có rất nhiều những điều bất ngờ, thậm chí làm cho những người lớn chúng ta phải suy nghĩ khi nghe các con chia sẻ. Chúng ta sẽ làm quen với gia đình đầu tiên của hai bé Hà Duy và Hà Anh. Xin chào hai con. Nói chút xíu cho chú nghe về mình coi. Các con bao nhiêu tuổi nè, sở thích là gì nè? Cháu tên là Hà Duy, năm nay cháu 13 tuổi. Cháu học ở trường Quốc tế Pháp. À, thế còn em con? Thưa chú, con tên là Hà Anh ạ, con 9 tuổi. Con học ở trường Quốc tế Pháp ạ. Vậy là hai anh em học tiếng Pháp hết. Vâng. Học được là bao nhiêu lâu được con? Cháu học từ lớp mẫu giáo lớn, còn em cháu học từ lớp mẫu giáo nhỏ. À, vậy là từ nhỏ các con học tiếng Pháp rồi. Và phụ huynh của hai bé là anh Nguyễn Minh Đức cùng với chị Hà Thùy Linh. Công việc hiện tại của gia đình mình là gì vậy thưa anh chị? Ông xã mình thì bây giờ đang là cán bộ ở sở ngoại vụ ạ. Còn dạ. Mình thì cũng là cán bộ công nhân viên chức ạ. À, có một cái điều khơi đặc biệt là bởi vì hiện nay các bé mà học trường quốc tế đa số là học ví dụ như là trường Việt Mỹ hoặc là trường Việt Úc vân vân, học tiếng Anh. Nhưng mà tại sao nhà mình lại quyết định cho các bé học tiếng Pháp ạ? Ông cháu đi trước thì cũng là làm ở sở ngoại vụ ạ. Thì cũng có về cái ngoại giao thì cũng có muốn hướng các cháu là học trường khác. Cả một phần nữa là các bác cháu thì cũng sinh sống tại Pháp. Cho nên là các bác thì cũng không biết nói tiếng Việt thì cũng muốn là các cháu là học tiếng Pháp để giao tiếp. Nó cũng có cái lý do sâu xa từ phía gia đình đúng không ạ? Vâng ạ. Chúng ta sẽ ghé thăm nhà của hai anh em Hà Duy và Hà Anh. Bonjour, con biết tuốt. Xin chào. Chương trình con biết tuốt. Con tên là Hà Duy, năm nay con 12 tuổi. Còn con tên là Nguyễn Hà Anh, năm nay con 9 tuổi. Bây giờ mời chương trình con biết tuốt và thăm nhà bọn con. Chào mọi người. Đây là bộ sưu tập xe ô tô của anh con. Thì con thấy nó cũng đẹp, nhưng mà nó lại tổ tốn tiền vì anh không chơi mà anh lại bày. Con thích một cái ô tô Hot Wheels. Còn mấy ô tô này con không quan tâm, nhưng con thích cái ô tô này. Còn đây là bộ Lego của con, nhưng mà em gái con đập phá hỏng một nửa nó. Em con xấu tính vì em con hiểu là con thích cái bộ đấy, nhưng mà em con còn cố tình đập nó. Ở đây là album ảnh. Còn ở đây là cái hộp đựng trang sức. Nói chung là em con rất thích màu hồng và con thấy nó rất là kỳ quặc. Con không quan tâm anh nói kỳ quặc, tại anh nói đầy lần hông điện cho nên con phải kệ. Con gái cũng hay thích màu hồng cho nên đấy không phải là chuyện kỳ quặc. Chào mọi người, đây là tủ thần kỳ của hai anh em con. Bây giờ bọn con sẽ làm một màn ảo thuật. Màn ảo thuật bắt đầu. Màn ảo thuật bắt đầu. Ôm là xin muộn. Đây là bộ ảnh đặc biệt của gia đình con vì đây là một cô người Nhật vẽ tặng. Bức ảnh này là vẽ bố con với cả mẹ con. Còn bức ảnh này là vẽ bà con với cả anh họ con. Bức bên này là con với cả em gái con. Bức ảnh vẽ bố mẹ rất là tình cảm. Bố mẹ con ở ngoài thì mới ngày nay rồi, con nhìn thấy bố mẹ hơn nhau. Như thế là rất là tình cảm. Mẹ cháu thường làm đẹp lúc khi đi chơi hoặc là đi ăn cùng bạn mẹ. Bình thường mẹ cháu toàn mất đến tận một tiếng. Xong rồi bố với cả cháu với cả em cháu toàn phải giục mẹ. Mẹ nói là chờ một tí chứ người ta phải làm nốt. Có những lúc mẹ cháu một tí bảo là một tí thôi, nhưng mà có lúc 30 phút, nhưng mà ít nhất là 10 phút. Việc làm đẹp của phụ nữ thì cháu thấy rất là khó chịu vì quá là lâu. Thật ra thì anh con và bố con cũng hay vuốt tóc mà cần áo đẹp. Xong rồi có lần anh đòi xin nước hoa. May ra đàn ông làm đẹp còn chẳng mất thời gian mà phụ nữ.
Nhưng mà khi thấy mẹ làm đẹp xong con thích không? Nhiều lúc có, nhiều lúc không ạ. Nhiều lúc mẹ cháu làm lâu quá cháu tức. Mẹ làm đẹp chi? Đi kế bố con để cho bố con hãnh diện nè. Rồi hai con cũng hãnh diện vì có một người mẹ xinh đẹp nữa. Nhưng mà bố cháu không muốn mẹ cháu làm đẹp vì sợ người khác nhìn mẹ, người khác đi theo. Trời ơi, có phải vậy không bố? Mình rất là yêu vợ. Thì vợ mình mà đi ra ngoài đường đẹp thì nhiều người nhìn thì đấy là một niềm tự hào của mình. Và rất là khuyến khích người vợ mình là làm đẹp càng nhiều càng tốt, để đi luôn luôn đi bên cạnh chồng, để xứng đôi với mình. Trời ơi, ông này không diễn gì nhan sắc mỏng lắm nè. Con ơi, nghe rõ chưa nào? Không phải là bố không thích mẹ làm đẹp đâu nha. Bố muốn mẹ phải đẹp để cho xứng với bố đó con. Nói chung gia đình của chúng ta là gia đình nhan sắc. Cảm ơn anh chị, cảm ơn tất cả các con đã chia sẻ những câu chuyện thú vị của nhà mình. Và bây giờ sẽ là gia đình tiếp theo, gia đình của bé Đăng Quang và bé Bảo Ngân. Xin chào hai con. Đăng Quang năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nè? Con tên là Đăng Quang, năm nay con 10 tuổi ạ. Thế còn em của con? Con tên là Trần Bảo Ngân, con 8 tuổi ạ. Hai con thích học môn gì nhất? Môn... Con thích học môn toán nhất ạ. Còn em con? Con thích học môn mỹ thuật nữa ạ. Mỹ thuật. À, chúng ta sẽ làm quen với bố mẹ của hai bé Đăng Quang và Bảo Ngân. Xin được giới thiệu anh Trần Cao Cương và chị Kiều Mai Thanh. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào chương trình ạ. Em là Kiều Mai Thanh, năm nay 34 tuổi, hiện đang công tác tại phòng tài chính kế toán của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Còn chồng em thì tên là Cường, hai vợ chồng em thì bằng tuổi, anh ấy cũng hiện tại đang công tác tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. Dạ. Chúng ta sẽ ghé thăm nhà của hai cô cậu bé này nha, bé Đăng Quang và bé Bảo Ngân. Xin chào chương trình, con biết tuyết đây đến nhà của con. Đây là anh con. Anh tên là Trần Đăng Quang, 10 tuổi. Và bây giờ anh đã 55 cân rồi. Bụng anh rất là béo nên anh phải tập. Xin chào chương trình. Còn đây là em của con. Em con tên là Trần Bảo Ngân. Năm nay em con học lớp 3. Nhưng mà em con mới chỉ 30 cân thôi. Con nghĩ như thế là gầy. Nên em con cần phải ăn thêm nhiều đồ ăn nữa để em con có thể béo như con. Và bây giờ xin mời chương trình đến thăm nhà của bọn con. Xin chào chương trình, đây là góc kỷ niệm của bọn con. Ở đây chứa rất là nhiều ảnh từ nhỏ đến lớn của con và em con. Ảnh ở góc cuối này là ảnh mà con với em con đang đi chụp ảnh ở một chỗ nào đó. Đây là cái ảnh mà ngày xưa em con với cả con chụp ảnh và em con hôn con như là mặc cà rồng đang hút máu ấy ạ. Và bên này là ảnh của gia đình con chụp cùng với nhau. Trong ảnh con thấy là mọi người luôn luôn ôm nhau, rất là tình cảm. Đây là giá sách của cả nhà bọn con. Con đã có một bộ Dragon Ball đầy đủ tất cả các tập mà rất nhiều người mơ ước có được nó. Còn đây là bộ truyện Harry Potter của con. Nó gắn liền với tuổi thơ của con rất là nhiều rồi. Nhưng mà con thích nhất ở đây là cái quyển ký hiệu, cái quyển bảng chữ cái của bọn con. Bảng chữ cái này anh con đặt tên nó là Em Cương. Và anh con đã sáng tác ra nó. Chữ A thì con đổi thành Su. Chữ B thì con đổi thành chữ K. Nếu mà em con muốn gọi anh ơi thì em con phải gọi Sukishi Nogui. Trong cái nhóm của bọn con nó phát minh ra những bảng ký hiệu riêng để bọn con còn phân biệt được. Bọn con còn viết thư cho nhau. Ở nhà của con, anh con rất thích nấu ăn nên anh con đã phát minh ra một cái nhà bứ bự bứ bư. Nó tên là bứ bự bứ bư bởi vì con hay gọi em con là bứ bự bứ bư. Điểm đặc biệt ở nhà hàng con là nếu mà dù ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ phải trả 1.000 đồng thôi. Còn nếu mà người ăn xin mà đến ăn xin ấy thì bọn con sẽ cho miễn phí. Bởi vì con thích như thế. Khổ thân người ăn xin, người ta cứ phải đi lại ngoài đường. Chủ nhà cái quán ăn này như thế là rất rất tốt bụng rồi. Con thấy là anh con như thế là rất là tốt bụng. Con hy vọng là cái nhà hàng này sẽ biến thành một cái nơi
thật là quen thuộc và nó đồ ăn nó sẽ ngon hơn. Để có nhiều khách còn anh còn kiếm được nhiều tiền hơn. Phải mua thật nhiều bim bim. Cái ý tưởng là nhà hàng rồi để giúp đỡ cho những người nghèo khó ăn xin, là cái ý tưởng đó là do các bé tự nghĩ ra hay là có một cái sự tư vấn gợi ý từ bố mẹ? Dạ, cái này là tự bé thôi ạ. Tại vì bé thực ra bạn trai, mặc dù là con trai nhưng mà rất là tình cảm. Đi ra đường mà gặp những cái người ăn xin hoặc những cái bà cụ già ấy, là bạn ấy nhìn bạn ấy rất là thương. Cứ bảo mẹ ơi, mẹ cho bạn, cho bác đi, cho bà tiền đi, bởi vì con nhìn con thương quá. Cái này là tự bạn ấy đấy ạ. Còn cái sở thích nấu ăn thì là mặc dù con trai nhưng mà rất thích nấu ăn, rất thích xem mẹ nấu ăn hàng ngày đấy ạ. Và giúp đỡ mẹ nữa. Lớn lên con muốn trở thành một đầu bếp của một nhà hàng nào đó không? Hay là tự mở cho mình luôn một cái nhà hàng rồi tự nấu luôn? Tự mở luôn đấy ạ. Tự mở, tự nấu luôn. Cứ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ tới đi con nha. Bởi vì chú nhìn thấy cái tướng táo của con rất là phù hợp với công việc của một người đầu bếp trong nhà hàng đó. Cảm ơn cả nhà chúng ta. Còn bây giờ sẽ cùng với chúng tôi đến với vòng thi đầu tiên của chương trình quý vị nha. Vòng 1 của Con Biết Tuốt.